Hai đội trưởng của hai đội đang làm những thủ tục để chọn sân cũng như là bóng để thi đấu. Fanpage Việt Nam Futsal, một kênh thể thao trực tuyến hiện đang có chương trình điểm tin thể thao được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần. Đây là điểm tin dành cho cộng đồng thể thao phong trào trong khắp cả nước. Nếu bạn có nhu cầu giới thiệu về giải đấu và dự định tổ chức hoặc cập nhật thông tin, vui lòng email cho chúng tôi tại vietnamfutsal2015@gmail.com hoặc inbox qua fanpage Việt Nam Futsal. Chúng tôi sẽ giúp bạn cập nhật thông tin giải đấu nhằm góp phần gây dựng và phát triển cộng đồng. Chương trình hoàn toàn miễn phí. Bên phía câu lạc bộ Phan Dũng FC ngày hôm nay thì cầu thủ Nguyễn Hải Lâm, áo số 15 của đội bóng này là người được đánh giá rất cao, một cái tên mới nổi trong làng bóng đá Phủi và đang gây ra được nhiều tiếng vang với sức mạnh thi đấu cũng như là khả năng tấn công tuyệt vời của mình. Như vậy chúng ta đã tạm thời nhìn thấy được đội hình ra sân của hai đội trong ngày hôm nay. Về phía Phú Đức Trí thì họ sẽ ra quân với thủ thành mang áo số 20, đó là Ngọc Phú, số 2 Duy Hải, số 7 Đinh Công Viên, số 27 đội trưởng Hà Thanh Vị và số 9 là Văn Mẫn. Ở bên phía đối diện, các cầu thủ Phan Dũng FC sẽ ra quân với số 27 Lâm Thành. Số 6 Nguyễn Vinh, số 19 đó là Nguyễn Trương Minh Trí và số 17 là Hữu Trường. Trong khung gỗ của họ là thủ thành mang áo số 32 Minh Hiếu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì Phan Dũng FC với bộ trang phục áo trắng sọc caro sẽ trấn giữ khung thành bên phía tay trái mà anh nhỏ quý vị và các bạn, và Phú Đức Trí với bộ trang phục xanh lá quần trắng sẽ trấn giữ khung thành bên phía tay phải. Mọi thứ đã sẵn sàng tại nhà thi đấu Trường Hải và chúng ta sẽ chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài để bước vào những màn tranh tài chính thức của trận đấu chung kết trong ngày hôm nay. Và hiệp đấu đầu tiên đã chính thức được bắt đầu. Những người giao bóng trước là Phú Đức Trí, Hà Thanh Vị, Duy Hải, Văn Mẫn. Ngày hôm nay thì Văn Mẫn vẫn thi đấu quen thuộc ở vị trí pivot. Vừa rồi tiếng còi của trọng tài đã vang lên với một tính không phạm lỗi của số 19 bên phía Phan Dũng, đó là Minh Trí. Phú Đức Trí với lối chơi quen thuộc, họ đã ngay lập tức muốn dồn lên phía trên để tạo ra những màn phủ đầu với Phan Dũng FC. Cú đá từ xa của Duy Hải chưa thành công. Và đây là tình huống mà Phan Dũng có cơ hội. Tuy nhiên thủ thành Ngọc Phú bên phía câu lạc bộ Phú Đức Trí đã có một tình huống bắt bóng chắc chắn. Hà Thanh Vị là người đeo băng đội trưởng của Phú Đức Trí. Một tình huống xử lý rất tốt. Cơ hội 3-2 dứt điểm. 1-0 cho Phú Đức Trí. Màn phối hợp tuyệt vời. Nó đến từ một thành quả của pha phối hợp đồng đội. Và các cầu thủ Phú Đức Trí đã có được màn mừng từ rất sớm. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha thoát đi của Hà Thanh Vị đã mở ra một cơ hội quá rõ ràng dành cho đội bóng áo xanh lá. Và Duy Hải là người đã mở tỷ số. Và chính cầu thủ mang áo số 2 cũng là người đã góp công lớn trong trận bán kết với một cú đúp. Và giờ đây anh lại là người khai điểm cho đội bóng của Bầu Đức. Một lợi thế đến từ rất sớm dành cho Phú Đức Trí. Và khó khăn dành cho Phan Dũng khi đây là một đội bóng chơi phòng ngự giỏi hơn. Và ít khi nào họ phải đối mặt với áp lực về việc theo đuổi đối phương. Tuy nhiên trong bóng đá thì chúng ta cũng không thể nói trước được điều gì và chúng ta hãy chờ lấy bản lĩnh của Phan Dũng FC, đội bóng đến từ Đồng Nai và cũng đã có một trận đấu khá hấp dẫn tại bán kết trước Lý Nguyễn. Pha áp sát rất nhanh đến từ Văn Mẫn. Và vừa rồi thì Nguyễn Vinh là người đã suýt chút nữa để cho Văn Mẫn vượt mặt.
đã có những tranh chấp giữa cầu thủ đôi bên và trọng tài đã dành ra những sự nhắc nhở cho cả Văn Mẫn và Nguyễn Vinh. Quyền đá biên sẽ thuộc về Phan Dũng. Đường bóng rất đơn giản. Hà Thanh Vị. Đường chuyền còn hơi non. Tuy nhiên các cầu thủ Phan Dũng vẫn đang có một chút bối rối. Đinh Công Viên. Pha xoạc bóng chuẩn xác. Tiếp tục là cú đá. Cú đá chân chưa có thể đánh bại được thủ thành bên phía Phan Dũng. Và đây là cơ hội cho đội bóng của Phan Dũng tấn công. Tuy nhiên họ cũng đã không thể vượt qua được sự chắc chắn của Duy Hải, người đã mang đến bàn mở tỷ số rất sớm cho Phú Đức Trí ở trận đấu này. Lại là một tình huống phát bóng dài và Duy Hải một lần nữa đã theo kèm rất sát với số 27 bên phía các cầu thủ Phan Dũng, đó là Lâm Thành. Ngôi sao được kỳ vọng nhất của Phan Dũng FC vẫn chưa vào sân. Tình huống cắt bóng. Cơ hội. Đó là tình huống cao chân của Duy Hải và tiếng còi đã vang lên. Trọng tài cũng đã dành cho số 2 bên phía câu lạc bộ Phú Đức Trí một tấm thẻ vàng. Một pha bóng chơi trên mức cần thiết của Duy Hải đã khiến cho Phú Đức Trí giờ đây sẽ phải đối mặt với một tình huống cố định. Khoảng cách đến khung thành là khoảng 7m. Và người thực hiện quả đá này là cầu thủ mang áo số 7 Văn Việt Hùng. Đã có những cầu thủ áp cột xa. Số 27 là Lâm Thành đã áp cột xa. Thủ thành Ngọc Phú đang điều động. Cú dứt điểm. Một pha dứt điểm bằng lòng trong, hướng bóng đến góc chữ A. Tuy nhiên bóng đã đi không chuẩn xác trong cú dứt điểm vừa rồi của Văn Việt Hùng. Đinh Công Viên. Văn Kiên đã được đưa vào sân thay thế. Văn Kiên đã được đưa vào sân để thay thế cho Duy Hải. Và lúc này thì Hà Thanh Vị là người được kéo xuống đá ở vị trí phi sô. Tình huống cắt bóng đơn giản và Văn Kiên có bóng ở giữa sân. Đưa bóng ra biên. Đinh Công Viên không thể vượt qua được số 6 bên phía câu lạc bộ Phan Dũng, đó là Nguyễn Vinh. Cơ hội Văn Mẫn. Văn Mẫn đang được đánh giá là một trong những cầu thủ rất tiềm năng và sẽ sớm có cơ hội để lên chơi chuyên nghiệp. Đây là một cầu thủ thi đấu rất đúng với phong cách của một pivot. Pha chạm bóng không tốt của Hà Thanh Vị. Tuy nhiên vẫn là quả phạt góc dành cho Phú Đức Trí. Phan Dũng vẫn đang phải đối mặt với những áp lực liên tục đến từ đội bóng áo xanh lá. Văn Mẫn. Hà Thanh Vị đã dứt điểm trúng ngay vào người của Đinh Công Viên. Bóng trở lại với Phan Dũng. Nhưng ngay lập tức nó đã mất vào chân của Phú Đức Trí. Đinh Công Viên xử lý khéo léo dứt điểm. Không được. Bóng đã chạm vào cột dọc. Phản xạ của thủ thành bên phía Phan Dũng FC đã cứu thua cho đội bóng này. Đó là thủ thành Minh Hiếu. Chúng ta xem lại pha bóng này. Đinh Công Viên xử lý rất nhanh trong không gian hẹp và dứt điểm gây khó khăn cho đối phương. Và lúc này thì chúng ta thấy số 15 bên phía Phan Dũng FC đã xuất hiện. Đặng Hải Lâm. Và đây sẽ là một niềm hy vọng rất lớn dành cho Phan Dũng FC để nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Hải Lâm đã có tình huống phạm lỗi của Hà Thanh Vị. Trọng tài đã cắt còi. Hải Lâm vừa vào sân và ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên, anh đã khiến cho hàng phòng ngự của Phú Đức Trí phải cảm thấy âu lo. Ở bên kia chiến tuyến thì Phú Đức Trí cũng đã thay kiếp đấu mới. Tiếp tục là Phan Dũng. Bình Trí. Việt Hùng. Hải Lâm. Ngay lập tức là sự áp sát đến từ Minh Phát. Minh Phát, Nguyễn Trí, Thanh Phi cùng với Văn Kiên là những người đang có mặt trên sân bên phía Phú Đức Trí. Tình huống áp sát của Văn Kiên. Nhưng thủ thành bên phía Phan Dũng là Minh Hiếu đã băng ra rất đúng lúc. Lúc này thì Minh Phát đang là người đá ở vị trí phi sô bên phía Phú Đức Trí. Hải Lâm
Hải Lâm ngay lập tức bị áp sát mỗi khi có được bước chạm bóng đầu tiên. Có lẽ đó cũng là chiến thuật mà huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Phú Đức Trí đã dặn dò các học trò của mình trong việc theo kèm cầu thủ tấn công có thể nói là nguy hiểm nhất bên phía Phan Dũng FC. Minh Phát, Văn Kiên đi bóng vào bên trong. Một tình huống mở góc sút đến từ Văn Kiên và anh đã mang về thêm một quả phạt góc nữa cho Phú Đức Trí. Và số 17 cũng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này cho đội bóng Phú Đức Trí. Thanh Phi đỡ bóng lỗi nhưng vẫn còn Chí Trí. Tiếng còi đã vang lên. Lỗi đến từ Thanh Phi. Chí Trí mang áo số 10 bên phía Phú Đức Trí cũng là một cái tên rất đáng chú ý với khả năng xử lý cực kỳ khéo léo. Cú dứt điểm đầu tiên đã được tung ra từ phía Hải Lâm nhưng nó chưa đủ sức nặng. Đó cũng là tình huống hiếm hoi mà Hải Lâm có được những khoảng trống để tung ra cú dứt điểm về phía khung thành đối phương. Nguyễn Trí mất bóng và Hải Lâm suýt chút nữa đã khiến cho các cầu thủ Phú Đức Trí phải nhận bàn thua. Nguyễn Trí phải thực sự cẩn trọng với những quyết định xử lý của mình ở khu vực gần với vòng cấm của đội nhà. Hải Lâm là người cực kỳ nguy hiểm và không nên trao cho số 15 những cơ hội như vừa rồi. Viết Hùng bóng lại hướng đến vị trí của Hải Lâm nhưng lần này Văn Kiên là người đã cắt bóng. Minh Phát đã có lỗi. Tiếng còi vang lên và đó là tấm thẻ vàng dành cho số 7 Văn Viết Hùng bên phía Phan Dũng FC. Pha xử lý của Minh Phát đã khiến cho Văn Viết Hùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phạm lỗi với đối phương. Ở số 93 Minh Phát cũng sẽ là người thực hiện quả đá này cho các cầu thủ Phú Đức Trí. Thành Phi đã áp sát cột 2. Minh Phát chuyền ngang, pha bắt bài của Văn. Nhưng sau đó thì Phú Đức Trí đã đoạt lại được bóng. Văn Kiên. Một tình huống lăn xả tuyệt vời của số 19 bên phía câu lạc bộ Phan Dũng FC, đó là Minh Trí. Phan Dũng vẫn kiên định với lối chơi phòng ngự chắc chắn và chờ đợi những sai lầm của đối phương. Một lần nữa lại là Chí Chí với những tình huống xử lý khá mạo hiểm ở trước vòng cấm của Phú Đức Trí. Và ngay lập tức số 10 đã bị thay ra. Văn Kiên đã bị phạm lỗi. Hà Thanh Vị là người đã được đưa vào sân để thay thế cho Nguyễn Trí. Văn Kiên, Minh Phát, Thanh Phi. Thanh Phi sở hữu một thể hình rất tốt nhưng cầu thủ này không đá ở vị trí phi sô mà anh thường xuyên đá ở vị trí ala. Đường chuyền đã bị bắt lại và tiếp tục có lỗi. Lỗi lần này thuộc về Hứa Vũ Minh Phát. Một lần nữa chúng ta thấy được khả năng xoay trở của Hải Lâm là cực kỳ nguy hiểm. Cú đá từ xa, Minh Trí đã mang về thêm một quả đá phạt góc cho Phan Dũng FC. Thế trận diễn ra phải nói là ở tốc độ rất cao và kể từ đầu trận thì dường như chưa có một điểm nghỉ nào. Ngọc Phú vừa rồi đã có một tình huống khép góc tốt trước cú đá phạt góc tinh quái của đối phương. Người đá phạt góc vẫn tiếp tục là Viết Hùng. Minh Trí không được. Còi đã phản công cho Phú Đức Trí. Đinh Công Viên và mở tốc độ không thành công. Số 10 bên phía Phan Dũng FC là Lê Quang đã che chắn tốt. Hải Lâm. Hải Lâm đã không thể xoay trở trước nỗ lực của Văn Kiên. Cơ hội. Xích chút nữa thì Thành Phi đã có được cơ hội đối mặt với đối phương. Tuy nhiên cầu thủ này đã đỡ bóng không chuẩn xác và Văn Mẫn đã được đưa vào sân để thay thế cho Thành Phi. Hà Thanh Vị. Văn Kiên đỡ bóng lỗi. Tình huống đỡ bóng lỗi bước 1 đã khiến cho Văn Kiên không thể xử lý tốt ở nhịp 2. Quyền đá biên trở lại với Phan Dũng FC. Trận đấu rất căng thẳng. Và Phan Dũng cũng cho thấy rằng họ xứng đáng để lọt vào trận chung kết này với những sức ép nhất định về phía khung thành của Phú Đức Trí.
Văn Mẫn, cơ hội vẫn là Văn Mẫn, bóng vẫn còn, dứt điểm không vào, rất đáng tiếc. Đinh Công Viên đã có một cơ hội rất rõ rệt, nhưng các cầu thủ Phan Dũng một lần nữa cho thấy khả năng phòng ngự tuyệt vời của mình. Số 19 Minh Trí đã là người có tình huống cứu thua. Cú bắt vô lê 2-0 cho Phú Đức Trí. Những tiếc nuối ngay lập tức bị qua đi và thay đổi, và đó là những màn ăn mừng dành cho Phú Đức Trí với một tình huống ghi bàn rất đẹp mắt của Đinh Công Viên. Pha phối hợp cực kỳ chuẩn mực, cú bắt vô lê phải nói là tuyệt hảo của số 7. Tỷ số đã được nhân đôi cho đội bóng của ông bầu Nguyễn Phú Đức. Và ngay lập tức thì huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Phan Dũng đã yêu cầu dừng trận đấu để hủy. Phan Dũng không phải là không có một thế trận tốt, nhưng họ chưa tận dụng được những cơ hội mà đội bóng này tạo ra. Còn giờ đây thì chúng ta đang được nhìn lại những bàn thắng mà Phú Đức Trí đã có được cho đến lúc này. Pha mở tỷ số của Duy Hải, cùng với đó là bàn nhân đôi cách biệt của Đinh Công Viên. Tất cả đều là những sản phẩm của những tình huống phối hợp rất bài bản và ăn ý của các cầu thủ Phú Đức Trí. Ở tình huống mà Đinh Công Viên nhân đôi cách biệt cho Phú Đức Trí thì Phan Dũng đã có đôi chút sự lơ là dành cho số 7, và điều đó là phải trả giá. Văn Mẫn dứt điểm từ xa. Văn Mẫn đang rất tự tin. Văn Mẫn và các đồng đội sau khi có được bàn nhân đôi cách biệt thì tâm lý của đội bóng này cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Viết Hùng, sự áp sát của hai cầu thủ đối phương và Viết Hùng đã để mất bóng. Đinh Công Viên không kịp, rất đáng tiếc. Phan Dũng đang bắt đầu thể hiện đôi chút những sự bối rối sau khi phải nhận bàn thủ thứ hai. Hải Lâm, pha xử lý vừa rồi cho thấy Hải Lâm buộc phải xử lý đơn độc. Đội hình của Phú Đức Trí cũng đang được bố trí rất chặt chẽ và nó không cho Phan Dũng có cơ hội. Nhưng đây là tình huống thoát xuống. Số 10 bên phía câu lạc bộ Phan Dũng là Văn Quang đã có một pha thoát xuống. Và với nỗ lực cản phá vừa rồi thì Hà Thanh Vị đang bị đau. Sự áp đảo của Phú Đức Trí đã được cụ thể hóa thành hai bàn thắng. Và lúc này thì huấn luyện viên Phan Doãn Dũng của Phan Dũng FC đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn. Và chúng ta chờ đợi khả năng xoay chuyển tình thế của vị huấn luyện viên trẻ tuổi này. Ở bên kia chiến tuyến thì Lương Thái Huy với những sự bố trí và chiến thuật hợp lý của mình ngay từ đầu, giờ đây đang có được lợi thế là hai bàn dẫn trước. Duy Hải đã trở lại với đội hình xuất phát. Đinh Công Viên, Văn Mẫn đỡ bóng không được tốt. Viết Hùng, đường truyền đã bị bắt lại. Và đây là tình huống phản công 4-3. Đinh Công Viên xử lý rất khéo léo, nhưng đó là sự áp sát rất kịp thời đến từ Viết Hùng. Đây là Hải Lâm, cú sút của Hải Lâm. Một lần nữa chúng ta thấy rằng số 15 đã rất nỗ lực để có thể tạo ra được những sóng gió cho khung thành của Phú Đức Trí. Nhưng rõ ràng là sau hai cú dứt điểm của mình thì Hải Lâm cũng chưa thể tạo ra những cơ hội quá rõ rệt cho Phan Dũng FC. Vẫn chỉ là những tình huống xử lý cá nhân đơn độc của số 15 mà thôi. Chúng ta chưa thấy nhiều dấu ấn đến từ lối chơi tập thể của Phan Dũng ở mặt trận tấn công. Minh Trí, Văn Quang, và quả người đã bị đọc bài đến từ Đinh Công Viên. Lúc này thì Đinh Công Viên được bố trí đá ở vị trí phi sô. Minh Toàn và Duy Hải là hai người đá ala, và pivot vẫn là số 9 Văn Mẫn. Duy Hải, Đinh Công Viên xử lý mạo hiểm và ngay lập tức là sự áp sát dứt điểm ngay. Đó là Hải Lâm và các cầu thủ Phú Đức Trí buộc phải cẩn trọng. Đinh Công Viên dứt điểm không được.
Bàn thắng thứ ba tưởng chừng như đã đến, nhưng Văn Mẫn lại dứt điểm đi ra ngoài. Nhưng vẫn là các cầu thủ Phú Đức Trí. Minh Toàn không được. Trọng tài xác định Minh Toàn đã phạm lỗi với Văn Toàn. Chúng ta xem lại pha xử lý trước đó của Hải Lâm. Vẫn một mình xoay trở, nhưng lần này thì cơ hội đã rõ rệt hơn với một cú đá đi trúng đích đến từ số 15. Tiếp tục là Hải Lâm, nhưng bóng trở lại với Phú Đức Trí. Hải Lâm vẫn đang chơi cực kỳ cố gắng bên phía Phan Dũng FC. Văn Mẫn, Minh Toàn đã biên thuộc về Phú Đức Trí. Vẫn là những sức ép đầy chủ động đến từ đội bóng áo xanh lá. Trong khi đó thì Phan Dũng cũng đang cho thấy một khả năng phòng ngự rất tốt. Đinh Công Viên, đường chuyền cực kỳ chuẩn xác, dứt điểm 3-0 dành cho các cầu thủ Phú Đức Trí. Đinh Công Viên là người mở ra cơ hội và chính anh cũng là người kết thúc cơ hội đó bằng bàn thắng thứ hai ở trận đấu này. Pha phối hợp rất tuyệt vời và mọi thứ sau đó trở nên vô cùng đơn giản với Đinh Công Viên. Người đã có đường bật bóng 1-2 với Đinh Công Viên đó là Văn Mẫn. 3-0 và đây là một lợi thế rất lớn cho Phú Đức Trí trước Phan Dũng FC. Như chúng tôi đã nói từ trước thì Phan Dũng FC là đội bóng chơi rất giỏi ở khả năng phòng ngự. Tuy nhiên đứng trước những áp lực bị dẫn trước thì đội bóng này thường khó có thể tạo nên được những cuộc ngược dòng. Giờ đây thì tỷ số đã là 3-0. Tỷ số an toàn cho các cầu thủ Phú Đức Trí. Bình Phát, coi! Một lần nữa Hải Lâm lại gây ra những sóng gió cho các cầu thủ Phú Đức Trí. Bình Phát ngay lập tức nhận những sự nhắc nhở đến từ thủ thành Ngọc Phú. Không thể tiếp tục sử dụng những pha xử lý liều lĩnh như vừa rồi. Ngọc Phú một lần nữa lại có những phản xạ chuẩn xác. Và tiếng còi đã vang lên. Người phạm lỗi lần này là Hải Lâm. Thủ thành Ngọc Phú cũng đang bị đau. Thời gian của hiệp 1 trận đấu trôi qua phải nói là cực kỳ nhanh với nhịp độ và diễn biến của trận đấu cực kỳ căng thẳng. Mặc dù tỷ số lúc này là 3-0 nghiêng về Phú Đức Trí. Chúng ta chỉ còn lại khoảng hơn 2 phút cho hiệp thi đấu đầu tiên. Lúc này thì cả hai đội đều đã phạm 4 lỗi đồng đội. Phan Dũng FC đang phải đối mặt với thật nhiều những khó khăn sau khoảng hơn 18 phút đã qua của trận đấu này. Số lần dứt điểm của hai đội là ngang bằng nhau, nhưng khả năng chuyển hóa nó thành những bàn thắng thì Phú Đức Trí đang là những người làm tốt hơn. Trận đấu được tiếp tục. Tiến Đức dứt điểm từ xa, pha ra chân đầy tự tin của số 23. Bóng đi sát sạc cột dọc. Chúng ta xem lại pha xử lý này. Hai nhịp và Tiến Đức tung ra cú đá đầy tự tin. Một lần nữa thì Hải Lâm lại bị theo rất sát. Tiến Đức vẫn là số 23. Bóng dài rồi. Và tình huống đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ Phan Dũng FC. Lúc này thì Công Thành là người đá ở vị trí phi sô và theo kèm Hải Lâm. Minh Phát, đường chuyền bất cẩn. Ngay khi có cơ hội thì Hải Lâm đã tung ra cú dứt điểm. Cú đá từ xa. Và một lần nữa thì Ngọc Phú là người chiến thắng trong tình huống dứt điểm từ xa của Phan Dũng. Thủ thành mã áo số 20 bên phía Phú Đức Trí vẫn đang đứng rất vững trong khung gỗ của đội bóng này. Hai nhịp để bắt được trọn quả bóng. Và đến lúc này thì Ngọc Phú vẫn đang giữ cho khung gỗ của Phú Đức Trí được giữ nguyên. Đường chuyền vượt tuyến tốt, nhưng nó đi hơi xa so với tầm rướng của Minh Phát. Hải Lâm, pha chạm bóng rất nhạy cảm của Hải Lâm. Rõ ràng trong
cách xử lý của cầu thủ mặc áo số 15, chúng ta thấy rõ bản năng của một sát thủ thật sự. Trong một tình huống mà cầu thủ này không có tư thế tốt nhất, anh vẫn tung ra một pha chạm bóng để khiến cho các cổ động viên của Phú Đức Trí cảm thấy phải lo lắng. Chúng ta đang bước vào những thời điểm cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Chỉ còn vài giây nữa thôi và có lẽ là tỷ số này sẽ được giữ nguyên. Và hết giờ, hiệp đấu đầu tiên đã tạm thời kết thúc với một lợi thế lớn dành cho Phú Đức Trí trước câu lạc bộ Phan Dũng FC. 3-0 là tỷ số của hiệp 1. Trong đó thì Đinh Công Viên có một cú đúp, bàn thắng còn lại đến từ Duy Hải. Và chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi tiếp tục đến với những diễn biến cực kỳ hấp dẫn của trận chung kết giải U19 Futsal Championship 2019 Cúp Phú Đức Trí.